Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn về cái vấn đề kỹ thuật đánh tô bi. Thì mình cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người như thế này. Cái clip này á là dành cho những bạn mà thứ nhất là làm nghề mộc, làm nghề gỗ trong công ty, mà nhất là cả bạn đánh tô bi, những cái bạn mà đứng máy tô bi á. Mình cũng đi làm rất là nhiều, làm quản lý rồi làm kỹ thuật bên công ty. Thì cái vấn đề ở chỗ là cái rập cờ để mà đánh tô bi này á, là thấy các bạn làm mà mình thấy chưa hài lòng. Thì những cái gì mà mình biết, mình có kinh nghiệm hơn thì mình sẽ chia sẻ lên. Bởi vì mình đi làm á, mình làm kỹ thuật á, mình theo dõi rất là nhiều. Hầu như tất cả các anh chị mà làm trong công ty mà làm cái rập tô bi này này, là khi đánh một cái cấy như thế này, ví dụ cái này là gọi là cái đập đánh đầu cả cái mông á, các bạn bỏ vào như thế này. Mình không chia sẻ là cách lắp đặt dao hay là cách đánh như thế nào, mà mình chỉ chia sẻ cái cách làm cái cờ thôi nha. Hầu như các bạn ở trong công ty mà mình đi làm mình thấy thế này này, tức là khi đặt vào đây thì các bạn phải dùng một cái bò như thế này đó, xong rồi là các bạn dùng cái kéo 502 các bạn nhỏ vào đây cho nó cứng lại. Xong rồi các bạn đánh cái đầu này, nếu như mà nó đã còn dư ra thì bắt đầu các bạn lại dùng thêm miếng nhám như thế này, các bạn dán vào đây đó, đó cứ dán một lớp không đủ thì dán hai lớp không đủ thì dán ba lớp đó. Mình xin chia sẻ cho các bạn rằng cái đó không nên làm, tức là không nên làm theo cách đó, cái phương án đó không có tối ưu một tí nào hết. Thứ nhất, mình giải thích tại sao là không tối ưu. Khi các bạn dán như thế này á, các bạn đánh một cái đầu này xong, các bạn trở lại các bạn đánh cái đầu này. Đó, các bạn trở lại các bạn đánh cái đầu này. Nhưng mà khi mình mà đánh tô bi á, là cái bụi dâm bao đồ rất là nhiều, thì nó vô tình nó bay vào đây. Đó, nó dắt vào đây, các bạn không làm sạch vệ sinh, các bạn đẩy vô. Thì bắt đầu là nó sẽ cái cây này, do cái cấn ở chỗ này, nó sẽ ngắn đi. Từ dưng nữa là cái tất cả các cái phố các bạn làm, nó sẽ cấy ngắn cấy dài. Ở góc độ mình làm đánh tô bi á, là thường xuyên mình có một cái cờ như thế này đó, có một cái cờ như thế này. Ở cái đầu này á, là có một cái con vít này là gọi là cái con tầng đưa nha đó. Con ở đây có một con vít ở đây là để bắt xuống dưới cái nền này đó. Mình làm nó đó. Còn khi các bạn đặt cái cấy này vào, cảm thấy nó đúng cái chỗ mà mình cần đánh, các bạn hãy bắt cái bò này vào đây đó, bắt cái này vào đây ở cái khoảng cách giữa này á, hở ra đây từ 1/2 phân gì đó tùy theo cái con vịt của mình đang đưa. Thì khi các bạn đặt vô như thế này rồi á, các bạn chỉ vặn con vịt này một lần thôi, và sau đó nếu cái chỗ này thấy hợp lý rồi thì các bạn đánh đâu, nếu chưa hợp lý thì các bạn tăng đưa con này ra. Đó, tăng đứa cái này ra, một ren này là hai ren hay ba ren gì đó, tùy theo cái đồ da của mình. Thì bây giờ mình chia sẻ như thế này là cái gì? Khi các bạn bỏ vào đây, chắc chắn rằng là cái đồ hở giữa này đó chỉ là dài. Cái khí á, mặc những cái bờ vía đâu đây nè, mình đánh, quá trình đánh á, những cái này có chui vào đây, nó không ảnh hưởng về vấn đề cái chiều dài của cái quy cách của cái này, bởi vì nó không có ảnh hưởng gì hết á. Các bạn thấy chưa? Đó, nếu như mà cái chỗ này đồ hở nó thế này này, đó các bạn đẩy vô, đảm bảo với các bạn rằng 100 cây như một. Chứ còn các bạn mà cứ dán đồ, cái chỗ này không có cái chỗ hở, ví dụ như bây giờ như thế này, các bạn đang làm, nếu không có cái vít này thì các bạn đang làm như thế này đúng không? Đó, cái này nếu mà mình làm thổi sạch thì nó như thế này, nhưng mà sang cái thứ hai nó dính một cái là nó hở thế này, thì lại cái ngắn cái dài 100% là phối không bao giờ đều được. Mà mình thấy các bạn nó cứ dán cái cờ vào đây đó, nhỏ kéo vào đây, xong rồi dán xong một cái thứ hai lại bắt đầu để đập giống này, lại bắt đầu dán cái thứ hai. Nếu như vậy một cái rập này á, một cái rập cờ này á, nếu mà các bạn làm thì không, anh nào làm nhanh cũng phải từ 30 phút đến một tiếng, mà đập như vậy á, chỉ cái rập này á, chỉ được một thời gian ngắn thôi là bắt đầu lại nó tè lè ra. Nhưng mà mình làm cái rập này mình có thể làm được 3 năm 4 năm 5 năm, cứ làm đi làm lại làm hoài vậy đó. Nhưng mà cái bò này thứ nhất thứ hai là nó chính xác, mình đang làm thế này nó đồ chính xác, nó tuyệt đối luôn đó. Bây giờ mình thử đánh cho ông ba cô chú xem này.
Đó, ví dụ như cái này mình đang làm giờ mình khi này mình vặn thử cho ông ba xem thì bây giờ nó hơi quá đúng không? Mình phải vặn ngược trở lại để cho nó vừa đủ, không là nó hụt cây. Đó. Đó. Nó hơi. Đó, mình sẽ đánh như vậy. Rồi mình sẽ đánh cho ông ba cô chủ xem nha. Có cái thước mà chú Bình nhà cái thước là thước kia, thước có thằng hai thước mà cái có không được mặt kém. Cái thước kia, cái thước đó thước kia có không được. Thước đó. Đó, bây giờ mình sẽ đánh cho ông ba xem nha. Cái này là mấy cây nhỉ? Đổ cửa 4 cây. Đó, bây giờ mình sẽ đánh cho ông ba xem cái cách mình làm nha. Vấn đề thứ hai là các bạn kiểm tra cái góc vuông này. Nhiều bạn đã biết rồi, làm xong rồi là bắt đầu đi kiếm thước vuông, chạy đi kiếm thước vuông cặp thế này. Nhiều bạn á khi đánh á kiểm tra cái thước vuông này, các bạn phải chạy đi kiếm cái thước cái này đúng không? Rồi các bạn cứ cặp thế này. Đó, cứ đó tới đó luôn. Nhiều khi đi kiếm cái thước này không á, mà thước mà không có chỗ kiếm á, có khi đi cả buổi đấy. Đúng không? Các bạn đi kiếm cái thước, ví dụ như làm xong các bạn muốn kiểm tra cái góc vuông này, các bạn chạy cái thước này. Tất nhiên đó là cùng một cái phương án, nhưng mà phương án đó thì nó có thể nó lâu, ví dụ bây giờ cái thước này nó nằm ở đâu tìm cả buổi luôn. Thành ra cái phương án này khi các bạn đánh như thế này, các bạn muốn kiểm tra vuông nó rất đơn giản, đánh như hai cái với nhau, đánh hai cái đâu thế này xong đúng không, thế là bỏ qua đây trên một cái đường thẳng đúng không, các bạn lấy hai cái này ép lại với nhau thế này, lật qua lật lại đúng không, thấy nó kín, tức là trên một đường thẳng đánh hai cái với nhau thì cái đường này nó kín là chứng tỏ nó vuông. Đó, một cái cách kiểm tra rất đơn giản, nhưng mà cuối cùng là cái gì không, cái phương án này là nhanh nhất, đơn giản nhất, có sẵn rập đồ đấy đúng không, ở một cái góc đồ đấy đó, bỏ một ghé một cái nó kín chứng tỏ rằng nó vuông. Còn nếu trường hợp nó hở thế này là nó không vuông thì chỉnh lại cái cỡ này, nó rất đơn giản, nó nhanh, không mất tốn thời gian bao nhiêu cả. Đó là những cái phương án để mà làm. Đó, mình sẽ đánh tiếp tục cái phần đánh này cho mà cô chủ xem. Đó, như mình thì mình đánh đâu hết. Nhưng mà nếu trường hợp như cái này á là trở đi trở lại vẫn được. Nhưng mà mình lại muốn là cho nó nói á, để nếu làm ít ra thì làm kiểu này. Còn nếu làm nhiều đánh ai đâu luôn. Đánh như thế này luôn. Mình xin chia sẻ một cái bí quyết nhỏ nhỏ của mình nha. Mong mọi người xem cái video này, thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách ấn nút đăng ký cũng như chia sẻ. Chúc mọi người thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.